Lại nữa, niệm đến nhất thiết trí, nhất thiết kiến, đại từ, đại bi, mười trí lực, bốn việc không sợ, bốn trí vô ngại, 18 pháp bất cộng của Phật, niệm vô lượng công đức bất tư nghỉ như Phật đã biết, ấy gọi là niệm Phật. Sự niệm này ở tại thất địa hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Hữu lậu thì hữu báo, vô lậu thì vô báo, tương ứng với ba căn là lạc hỷ xả, tu hành đắc và cũng quả báo đắc. Tu hành đắc là như ở trong quốc độ này học niệm Phật tam muội, quả báo đắc là như người ở quốc độ của Phật vô lượng thọ khi sanh ra tự nhiên niệm Phật được. Những giải quyết như trên đều có phân biệt rộng ở trong luận tạng. Hết cuốn 21 theo bản Hán.